Xin chào tất cả các bạn, mình là Ăn Gì Đây. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thêm một món ăn cơm nữa, cũng rất là ngon và đơn giản, dễ thực hiện. Đó là món cà tím xào ba chỉ nha. Thì để làm được cái món này, hôm nay mình có chuẩn bị ở đây là hai trái cà tím lớn nè. Rồi đây là 500 g thịt ba chỉ, hay còn gọi là thịt ba rọi đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị ở đây một nồi nước sôi. Mình cho vào đây một muỗng cà phê muối, cho vào đây một ít rượu trắng, rồi mình cho thịt ba chỉ vào đây. Mình trụng qua khoảng 3 phút để cho sạch những cái bọt dơ, cũng như là khi mà mình sắc miếng thịt nó sẽ nhìn đẹp mắt hơn. Rồi hết 3 phút rồi, các bạn thấy bọt dơ nó nổi lên trên. Bây giờ các bạn sẽ vớt ra rồi mình rửa sơ qua nước nha. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một thau nước, mình cho vào đây một ít muối, cho vào đây 2 muỗng canh giấm. Mình sắc miếng như thế này, sau đó thì mình sẽ ngâm vào ngay trong cái thau nước giấm muối. Rồi mình sẽ ngâm cà tím ở trong hỗn hợp nước giấm muối này trong khoảng thời gian là 5 phút để cho nó sạch cái mủ nhựa, và cũng như là cà tím nó sẽ trắng hơn, nó không có bị thâm đen. Và sau đó mình sẽ vớt ra nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi sắc lát mỏng thịt ba rọi. Rồi tiếp theo mình sẽ cho vào đây một ít dầu, cho hết thịt ba chỉ mình đã sắc mỏng mình cho vào đây. Mình sẽ rang cháy cạnh thịt ba chỉ. Rồi đây là thịt ba chỉ mình đã rang cháy cạnh và nó ra bớt mỡ như thế này. Bây giờ mình sẽ chút hết cái mỡ này ra. Sau khi mình đã chút hết mỡ ra, mình chút bớt mỡ ra, thì mình sẽ cho tỏi vào đây khoảng một muỗng canh. Rồi tỏi đã thơm, bây giờ mình sẽ nêm nếm gia vị vào đây. Mình cho vào đây một muỗng canh đường không quá vung, 2 muỗng canh nước tương, hai muỗng canh dầu hào, và bây giờ mình sẽ cho hết cà tím vào đây. Thank you.
Mình để mức lửa trung bình rồi mình xào trong khoảng thời gian là 4 phút. Món này mình sẽ ăn với cơm nha các bạn, rất là bắt cơm luôn. Về gia vị nêm nếm thì các bạn có thể là nêm nếm sao cho phù hợp với khẩu vị gia đình các bạn là được hết. Rồi món ăn của mình đã chín rồi, bây giờ mình tắt bếp và mình cho hành lá vào đây. Cho vào đây một xíu tiêu. Rồi đây thành phẩm của mình, như vậy là rất nhanh mình đã hoàn thành xong món cà tím xào ba chỉ, hay còn gọi là cà tím xào ba rọi, rất là ngon và đẹp mắt như thế này. Cà ba chỉ thì mình ăn mình không có cảm giác bị ngán các bạn, do là mình rang cháy cạnh nè. Còn cà tím thì vẫn giữ được cái độ mềm ngọt tự nhiên của cà tím, nó không có bị quá nhũn nha, rất là thơm luôn. Món này mình ăn với cơm thì rất là hợp nha. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công, cũng như là sẽ có thêm một món ăn ngon cho gia đình. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích đó, thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là ủng hộ động viên mình cho ra nhiều món ăn ngon hơn nữa vào những clip sắp tới. Thì các bạn hãy nhấp vào cái chuông thông báo, cũng như là chia sẻ cho bạn bè của mình biết thêm một món ăn ngon như thế này nha, được làm từ cà tím. Rồi mình hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.